Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh, người dân Bắc Bộ đã đón Tết với thời tiết giá buốt. Dự báo trong đêm nay, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Tương tác của khối không khí lạnh và hội tụ gió trên cao khiến cho miền Bắc duy trì những cơn mưa. Nền nhiệt đêm nay ở toàn Bắc Bộ tiếp tục giảm thấp. Tại khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ chỉ từ 5 đến 8 độ, riêng vùng núi cao nhiệt độ chỉ dưới mức 3 độ. Vì thế, đêm nay và sáng sớm ngày mai, dự báo ở khu vực vùng núi cao có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Còn khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đêm nay cũng sẽ thấp dưới 12 độ. Sang đến ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ trở lên khu vực vùng núi phía Bắc đều thấp ở mức từ 11 đến 14 độ trời rét hại. Tại vùng đồng bằng, nhiệt độ thấp dưới 16 độ trời rét đậm. Lui xuống khu vực miền Trung, dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh phía Bắc dồn xuống liên tục bổ sung. Ngày hôm nay, người dân miền Trung cũng đã đón những ngày đầu xuân mới với thời tiết mưa rắc. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, trải dài dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế còn duy trì tình trạng mái nhiều, có lúc có mưa rào rải rác vài nơi. Kết hợp với gió đông bắc thổi mạnh khiến cho nhiệt độ khu vực phía Bắc đều hải văn có nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ trời rất đậm. Còn khu vực phía Nam của đề hải văn từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi trong ngày mưa nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 23 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng và không mưa, nên nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Lưới xuống khu vực phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong những ngày đầu xuân mới với thời tiết nắng ráo. Trời không có mưa, nắng từ sớm, với cường độ nắng mạnh nhất về trưa và chiều, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai cho tới 3 ngày tới. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong đó bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, khiến cho biển động. Còn tất cả vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt.